Ngoài lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thì việc tìm kiếm thi thể nạn nhân còn được hỗ trợ bởi một đội ngũ tình nguyện viên, những người có kinh nghiệm du lịch mạo hiểm. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay anh Lại Huy Đức, một trong hai người của nhóm tìm kiếm đã xuống vực và tiếp cận được vị trí của nạn nhân Aiden. Và anh Đức cũng là người có nhiều kinh nghiệm về leo núi, du lịch mạo hiểm, nhất là ở cung đường chinh phục Phan Xipang. Và trước hết xin cảm ơn anh Đức đã dành thời gian để tới với chương trình của chúng tôi. Mặc dù tôi được biết rằng anh cũng vừa mới trở về vào sáng ngày hôm nay, vậy thì anh có thể chia sẻ cảm xúc của anh lúc này khi mà cuộc tìm kiếm vừa kết thúc? Ngay như bản thân tôi là một người trong một cá nhân trong một cái đội tình nguyện là 11 người đi từ dưới Hà Nội lên trên đỉnh Phan để chúng tôi tìm kiếm nơi mà một du khách mất tích. Và chúng tôi đã đến giờ phút này, bản thân tôi, cá nhân tôi thì cũng rất là buồn, chia buồn cùng với gia đình Aiden và chia sẻ với lại gia đình là những lời buồn, bởi vì chúng tôi bây giờ là cũng tất cả các anh em trong đoàn đã nỗ lực hết sức mình để mà chúng tôi để tìm kiếm được Aiden nhưng mà không được như kết quả mong muốn. Vâng, cảm xúc thì nỗi buồn còn lấn át hơn là sự mệt mỏi đúng không ạ? Vâng ạ. Vậy anh có thể chia sẻ là đội tìm kiếm cứu hộ đã gặp phải những khó khăn gì trong quá trình tìm kiếm? Đội tìm kiếm cứu hộ của chúng tôi vất nhất là bắt đầu leo từ trạm T4 để đi xuống, và đội chúng tôi chia ra làm 3, một đội ở T4, một đội T5 và một đội trên đỉnh để hỗ trợ các thiết bị bay để tìm kiếm. Thời tiết ở trên đó thì nó rất là sương mù, nó không được như mong đợi, và mưa đến là đấy là cái khó khăn nhất. Và chúng tôi leo từ trên nóc cabin của cáp để đi xuống dưới chân trụ T4 và để vượt qua thác để đi vào trong các vực, cái khe vực đấy, chúng tôi tìm kiếm những cái manh mối và thông tin. Vâng, như vậy là những thành viên của đội cứu hộ cũng phải đối mặt với rất nhiều những nguy hiểm đúng không ạ? Dạ, và có thông tin là có thành viên trong đội tìm kiếm thậm chí là còn bị lạc, có đúng như vậy hay không? Đội chúng tôi chia ra thì một đội chia làm 4 người thì có 2 người là hỗ trợ thiết bị bay, còn 2 người di chuyển đi cùng sát nhau để tránh những cái trường hợp xấu nhất xảy ra và không được phép sai sót trong khi mình là một người leo núi. Khi chúng tôi xuống đến độ cao khoảng tầm 2006 thì lúc đấy là vướng vào vách núi và tôi thì là người xuống được, còn một người tên là Cẩn đi cùng chúng tôi thì lúc đấy là không thể xuống được. Thứ nhất là chú là tuổi cao, chú năm nay gần 60 tuổi, nhưng mà vì cái tâm của con người, người ta nhiệt huyết, người ta muốn tìm kiếm nên là chú không xuống được. Thì tôi có nói mấy chú, lúc đấy sóng của bộ đàm rất là yếu, thì tôi có nói là chú nên quay lên để cháu đi xuống tìm ở khu vực dưới này. Vâng, được biết rằng là anh Đức cũng đã từng leo ở cung đường Phan Xipang rất nhiều lần. Và cái cung đường leo Phan Xipang dọc theo tuyến cáp treo được đánh giá là vô cùng nguy hiểm. Vậy anh có thể chia sẻ về cái tuyến đường này? Nếu như mà các một phượt thủ hay là các nhà leo núi chuyên nghiệp thì chúng ta nên là tìm hiểu kỹ các cung đường mà chúng ta muốn leo, chứ còn chưa thể quyết định vội vàng được là có leo cái cung nào mà chúng ta không thể là cảm thấy gần hay là xa được. Vâng, và anh với kinh nghiệm của anh thì nếu ai đó muốn chinh phục Phan Xipang thì họ nên chọn cung đường nào và nên chuẩn bị những gì? Các bạn trẻ, nếu mà có ai muốn chinh phục đỉnh Phan Xipang thì chúng ta nên tìm hiểu kỹ. Nếu như theo tôi là cũng 5 lần chinh phục đỉnh Phan thì chúng ta nên là chọn ở cung đường Trạm Tôn. Thứ nhất là dễ đi và dễ chinh phục hơn. Vâng, và cần chuẩn bị những gì ạ? Nếu chúng ta đi theo từng đoàn thì chúng ta nên chuẩn bị quần áo mưa và giữ ấm. Nếu đi theo đoàn chúng ta nên chuẩn bị lấy một ít mật ong. Đấy là cái cơ bản nhất của người leo núi, là những cái thứ đấy là phải có, thức ăn, nước uống và mọi đồ trang cá nhân chúng ta phải có để phòng những khi điều gì nó xấu nhất xảy ra. À, vâng, được biết là bức ảnh ở sau lưng tôi bây giờ thì chính là đoàn, có phải đoàn tình nguyện viên để cứu hộ đúng không ạ? Dạ đúng ạ, đây là đoàn phượt 11 người trong một đoàn tình nguyện cứu hộ để tìm kiếm. Vâng, anh có thể giới thiệu qua thành phần trong đội tình nguyện cứu hộ này ạ? Tôi có thể giới thiệu, bởi vì lúc đấy là chúng tôi gặp nhau buổi đêm thì chúng tôi cũng thời gian trao đổi thì rất ít, cũng phải nghỉ không là vì mệt. Đây là chú Vũ Ngọc Cẩn, đây là anh Dương,
Đây là tôi Lại Huy Đức và đây là anh Dương, còn đây là anh Lê Giang. Đây bạn này ở trên ở Lạng Sơn và bạn hai ba bạn áo cam đấy Lạng Sơn và bạn ngoài kia cũng ở Lạng Sơn. Và đều là những người có dạ. kinh nghiệm trong việc leo núi ạ. Nhưng bạn này cũng có kinh nghiệm một ít và rất là nhiệt tình trong cái đội tìm kiếm của chúng vâng, tôi. Và tôi các bạn nhận ra, các vâng. bạn rất là nhiệt tình trong sự hỗ trợ tìm kiếm của đội bay chúng tôi. Vâng, và tôi cũng nhận ra một thành viên đó là anh Dương, cũng chính là một quay phim của kênh VTC14. Dạ đúng ạ. Vâng, cảm ơn anh. Không biết là trong quá trình mà anh đã leo núi hoặc là tham gia những cái chuyến du lịch mạo hiểm thì đã bao giờ anh đi lạc hay là gặp rơi vào một tình huống khó khăn nào hay chưa? Đi lạc thì tôi cũng đã từng dính lạc rồi và mới đây nhất là tôi và chú Cẩn hai người đã lạc mất tín hiệu ở cái vách suối. Và cái kinh nghiệm như tôi đi rừng là chúng ta trước tiên bị lạc thì chúng ta phải hết sức bình tĩnh, không được xao xuyến hay là như thế nào đấy để chúng ta mất phương hướng, để chúng ta phải rất là bình tĩnh để định vị, tìm lại. Chúng ta muốn phải lên được một cây cao nào đó để chúng ta tìm xem hướng nào là lên, hướng nào là xuống và tìm xem nhìn cái điểm nào cao nhất khi mà chúng ta từ cái điểm xuất phát đến cái điểm mà chúng ta bị chìm xuống. Thì chúng ta, nếu chúng ta bị lạc thì chúng ta nên phải men theo các sườn suối tìm đường dễ đi nhất và an toàn nhất cho tính mạng của chúng ta. Chứ còn tự chúng ta lúc đấy là chúng ta tự quyết định số phận của chúng ta lạc hay là không lạc. Nên chúng ta phải đi men theo sườn suối để thì mới xuống được đến chân mà chúng ta cần có người cứu hộ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Lại Huy Đức về cuộc trò chuyện của ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, sự việc xảy ra đối với du khách người Anh là tai nạn hết sức đáng tiếc. Tuy nhiên, nó cũng góp phần cảnh báo chúng ta, đặc biệt là những người đang có ý định leo lên nóc nhà ở Đông Dương. Như mọi cuộc chinh phục khác thì điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị kỹ càng trước khi bắt đầu.